Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết của bản thủ tí tháng 9 âm lịch năm 2020. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau nhé. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi Tý, sự nghiệp và tài lộc của bản mệnh đều có bước tăng tiến ổn định, tuy nhiên chuyện tình cảm còn nhiều khúc mắc. Tháng này là một tháng khá tốt đối với người tuổi Tý, chủ yếu là trên phương diện sự nghiệp. Nhờ có chính quan chỉ đường dẫn lối, bạn có thể chọn được những hướng đi đúng đắn cho mình nếu luôn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc có đầu có đuôi thì nhiều khả năng bạn sẽ được lãnh đạo tin tưởng mở ra con đường phát triển cho tương lai người đang thi cử cũng gặp được khá nhiều may mắn quan trọng là bạn phải tự giác ôn tập và có niềm tin vào chính mình thời điểm này bạn nên nhìn thẳng vào thực tế trước mắt để có thể lập ra những kế hoạch khả thi bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe vừa khiến công việc dễ xảy ra sai sót trên phương diện tài lộc bạn làm ăn khá tốt chủ yếu là nhờ bạn hợp tác được với những đối tác khá đáng tin cậy có thể lợi nhuận sẽ không đến với bạn một cách nhanh chóng và ồ ạt nhưng có thể nói bạn đang bước đi những bước khá ổn định trên con đường làm giàu tuy nhiên chuyện tình cảm lại gặp phải một vài vấn đề khiến bạn đau đầu giải quyết có lẽ tình cảm vợ chồng bao lâu nay không êm ấm như bạn tưởng tượng. Nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn nên chủ động hòa giải chứ không nên làm tình hình thêm phần căng thẳng. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi Tý âm lịch sự nghiệp. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi Tý, sự nghiệp của bản mệnh trong tháng này phát triển khá ổn định, dù không phải là không có một vài chuyện rắc rối xảy ra nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bản mệnh là một người rất năng động ham tìm tòi nghiên cứu nhờ vậy mà bạn có thể tiếp thu được nhiều kiến thức quý báu hữu ích cho công việc hiện tại hoặc tương lai nếu biết cách áp dụng những điều đã biết trong công việc bạn có thể khẳng định được giá trị của mình trong tập thể tuy nhiên nếu phải đứng giữa nhiều sự lựa chọn bạn cần đưa ra những quyết định dứt khoát hơn không nên trần trừ do dự quá lâu kẻo để lỡ mất cơ hội tốt bạn nên hiểu rằng không có sự lựa chọn nào là vẹn toàn cả đôi bên có đôi khi bạn phải chấp nhận hy sinh để đạt được điều mà mình mong muốn thời điểm này bạn cũng cần chú ý học cách lắng nghe đa chiều đừng nên nhẹ dạ cả tin mù quáng nghe theo lời khuyên của mọi người xung quanh mà không suy xét đến hoàn cảnh thực tế của mình bạn cũng chớ nên quá mơ mộng lập ra những kế hoạch không phù hợp với khả năng của bản thân Chính quan chiếu mệnh thấy rằng bạn vốn là một người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nghiêm túc trong công việc nên việc được lãnh đạo đánh giá cao hoặc cất nhắc là hoàn toàn có thể xảy ra. Quan trọng là bây giờ, bạn cần phải cởi mở hơn trong việc tiếp thu những điều mới mẻ, chớ nên đóng khung bản thân trong những điều đã biết, vì như vậy là bạn đang hạn chế sự phát triển của chính mình đấy. Tháng 9 âm lịch này, bạn cũng cần phải chú ý đến tác động của thiên cẩu Tuy hung tinh này không đem lại những ảnh hưởng quá lớn lao, nhưng vẫn sẽ mang tới những rắc rối nhỏ cho bạn. Do đó, bạn nên chú ý hơn đến cách ăn nói, hành xử của mình. Nhất là khi có tranh chấp giữa bạn bè, đồng nghiệp, bạn không nên ăn nói quá thẳng thắn, cố ý gây tổn thương cho người khác tự đẩy mình vào vòng xoáy thị phi. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi tí âm lịch tài lộc vận trình tài lộc của người tuổi tý được duy trì tương đối ổn định trong tháng này nhờ có tác động của nguyệt lệnh bạn thường xuyên thử thách bản thân ở những điều mới mẻ nếu có cơ hội làm giàu hoặc tiếp xúc với những lĩnh vực mới bạn thường tỏ vẻ không hề ngần ngại tả phù sẽ mang lại cho bạn nhiều sự hỗ trợ tích cực ví dụ như gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối hoặc có nhiều người giúp đỡ hóa giải khó khăn trong công việc thời điểm này bạn có thể mạnh dạn hơn khi đưa ra quyết định bởi dù thắng dù thua bạn cũng sẽ học được những bài học hữu ích tuy nhiên trên phương diện chi tiêu bạn cần hạn chế thói quen tiêu xài lãng phí dành tiền cho những thứ xa hoa lãng phí không cần thiết nếu bạn luôn thích chạy theo ý thích nhất thời của mình mà không quan tâm đến túi tiền của bản thân thì cho dù có làm ăn tốt đến thế nào đi nữa bạn cũng khó giữ được đồng tiền trong tay thời điểm này, bạn cũng chớ nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài kẻo dễ rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Khi xảy ra tranh chấp với người ngoài, bạn cũng tránh để bản thân vướng phải chuyện thị phi, bởi một khi gặp rắc rối, có thể bạn sẽ phải tốn tiền mới có thể giải quyết cho êm đẹp. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi Tý âm lịch tình duyên. Con đường tình duyên của người tuổi Tý không được êm đẹp như ý muốn dưới sự ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc vợ chồng bạn thường mâu thuẫn với nhau vì những vấn đề căn bản trong đời sống gia đình những tưởng hai người đã có thể đạt được sự nhất trí chung nhưng một khi có chuyện gì xảy ra hai người lại dễ mâu thuẫn vì những quan điểm trái ngược do môi trường và hoàn cảnh sống khác nhau nên mỗi người có một ý kiến một quan điểm riêng là điều dễ hiểu tuy nhiên điều bạn cần làm lúc này không phải là khăng khăng với ý kiến cá nhân không để lọt tai điều người ấy nói mà là mở lòng hơn để đôi bên có thể cùng thảo luận trao đổi nhẹ nhàng với nhau ngoài ra sự phong lưu phóng khoáng quá mức của bạn cũng có thể trở thành nguồn cơn cho mọi rắc rối nếu đã lập gia đình nếu đã tìm được nửa kia bạn nên chú ý giữ mình giữ một khoảng cách thích hợp với người khác giới nhận được sự mến mộ của người khác có thể thỏa mãn lòng hư vinh của bạn nhưng nếu không biết giữ mình bạn sẽ khiến hạnh phúc của gia đình lao đao thậm chí là dạn vỡ người còn độc thân có thể nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới tuy nhiên bạn chỉ nên cân nhắc giữ quan hệ với những người đáng tin cậy nếu quan hệ với quá nhiều người khác nhau bạn cũng có thể khiến mình gặp nhiều rắc rối thậm chí gây ảnh hưởng đến sự nghiệp hoặc tiền bạc Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi Tý âm lịch sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tý trên cơ bản là ổn định trong suốt tháng này. Bạn có đủ tinh thần và sức lực để thử sức trên những lĩnh vực mới mẻ. Quan trọng là bạn nên lượng sức mình, không nên làm việc cố gắng quá sức kẻ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe về lâu về dài. Bạn nên ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe để lập ra thời gian biểu làm việc, nghỉ ngơi sao cho hợp lý dù đang ở lứa tuổi nào bạn cũng nên chú ý tập thể dục thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh bạn chớ nên lười biếng ngồi một chỗ trong một thời gian dài khiến xương khớp dễ bị đau mỏi thoái hóa Cẩm nang Vượng vận 1 Mậu Tý hỏa Nam la hầu nữ kế đô khẩu quyết tinh thần lạc quan sẵn sàng đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống để tìm ra điểm mạnh của bản thân quý nhân thân Sửu Tiểu nhân, mùi, dậu. Màu sắc may mắn, đen, trắng. 2. Canh tí, thổ, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, công việc làm ăn tốt nhưng cần chú ý kẻ lừa đảo, không nên nhẹ dạ cả tin. Quý nhân, thìn, sửu. Tiểu nhân, mùi, mão. Màu sắc may mắn, bạc, xám. 3. Nhâm tí, mộc, nam thái bạch, nữ thái âm khẩu quyết, lứa đôi có nhiều mâu thuẫn, khúc mắc nên chủ động làm hòa với nửa kia. Quý nhân, thân, hợi. Tiểu nhân, mão, dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. 4. Giáp tý kim, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, chú ý giữ gìn sức khỏe, thường xuyên rèn luyện để nâng cao thể chất. Quý nhân, sửu, hợi. Tiểu nhân, tuất, ngọ. Màu sắc may mắn, xanh dương, trắng. 5 bính tý thủy nam kế đô nữ thái dương khẩu quyết không nên nóng nảy khiến bản thân rơi vào chuyện mâu thuẫn thị phi quý nhân thân thìn tiểu nhân mão ngọ màu sắc may mắn ghi vàng kim cảm ơn các bạn đã theo dõi video